Ok, Thao Chim Cu Gáy xin giới thiệu với các bác và các anh em chơi chim cu gáy. Thì cái con chim trên màn hình nhỏ các bạn đây là con chim giọng thổ cực ok luôn. Thổ rất là âm thổ luôn. Và con chim này thì cái thuộc tính của nó và cái xuất xứ của nó như sau. Con chim này thì mình đặt tên nó là clip số 40. Cái clip này là con chim này là con chim là nó nhảy vào cầu tử. Là bẫy ở trên cành và nó là cái giống ngực hồng, kích thước cũng rất là lớn, và con chim này nó cũng đã thuần hóa mới được có khoảng 3 tháng nay cho lên như thế này mà nó đã thuần như thế này, mà nó đã gù rất tốt. Thì với những người thích chơi chim chim rừng bẫy được thì nên dùng những chú chim như thế này. Về cơ bản thì mình đảm bảo tuyệt đối đây là con chim nó đấu gù, nó là con chim rừng và nó là con chim trống, mình bảo hành tuyệt đối và âm giọng âm thổ tuyệt đối. Mình mới nuôi ở Avi nhưng mà cho lên lồng thì thấy nó cũng đã là rất khá là thuần rồi. Đâm ra cái phần lông đuôi của chúng cũng rất là khéo, chúng giữ rất là gọn. Về cái kích thước hình hài của nó thì như thế này. Anh em nhìn thấy bạn này thì cườm rất là đồ sộ. Đó. Và ngực của anh em thì cũng khá là đẫy hình bắp chuối. Con chim này thì mặc dù nó là chim rừng nhưng mình cũng đã thuần hóa khá là lâu rồi. Nó rất là thuần. Những chú chim này thường các bạn chơi theo kiểu chim chim giàn. Chim giàn hoặc là những mình dí vào camera hơi sát để bóng tối quay nó cũng hơi lạ. Con này về cơ bản thì các bạn chơi trên treo giàn nó sẽ ốp vào, nó sẽ đấu. Và con này nuôi lâu thì cũng khá là ok bởi vì cái tố chất của nó gọi là ok. Và con chim này nếu các bạn tập duyệt tốt thì có thể lên được chim mồi. Đó. Thì với cái con chú chim này thì mình cũng để cái giá anh em là ok thôi, là 1 triệu 500 ngàn đồng. Ưu tiên những anh em nào đã biết đến Thao Chim Cu Gáy thì hãy được ưu tiên hơn. Đấy, bao gồm cả vận chuyển thì, các khu vực miền Trung và miền Bắc. Còn anh em nào anh em nào mà gọi điện trước thì mình cũng sẽ ưu tiên. Đó thì đó là đây là chú chim này là mình rất là tâm đắc bởi vì nó là chim rừng. Cái âm giọng của nó rất là hoành tráng và cái độ lì rất cao. Chú chim này mặc dù là cái bả cánh của nó không phải là cái bả cánh như những cái con chim kia nhưng mà nó là chim rừng, nên ra mình chỉ khẳng định với các bạn là âm giọng rất là ok và chim rất là trống, rất là mọi thứ khác thì các bạn nhìn về hình hài, về lông lông cánh rồi ngực rồi tất cả chân thì anh em có thể thấy là chú chim này không không hề là cũng nó cũng có cái nét riêng của nó. Tức mỗi người mỗi quan điểm. Cái clip này mình đặt tên là số 40 và thông tin như vậy thì anh em nào đúng vào cái nhìn ưa mắt và nhìn đúng, mình bảo hành tuyệt đối là âm âm thổ và chim trống, và chim con này là chim rừng bẫy sập, và đấy là những cái yếu tố mình đăng lên, mình xây dựng cái kênh này rất là chính thống. Các bác đã từng biết đến thì chắc chắn là sẽ có niềm tin, và ai nó cũng chưa biết đến thì các bạn có thể là lắng nghe những cái ý kiến khách hàng của mình trên kênh của mình. Mình cũng muốn chơi cái con chim này mang tính chất là lâu dài. Cái số điện thoại của mình là 0163 5305 982. Anh em nào cũng có quan tâm thì alo. Và cái nhà mình thì ở cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái clip số 40 này sẽ đăng lên và anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình. Đó. Nó chỉ nhảy lên theo một cái quán tính đây thôi chứ nó không nhảy dữ dội. Đấy, chim rất là hiên ngang thì nó cũng là chú chim mà mình cũng cảm thấy rất là ok. Chính vì vậy mình để cho anh em là cái giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Đó, nó ăn lúa rất là hồn nhiên, mổ thóc rất là hồn nhiên. Mình có thể là đó, cảm ơn các bạn. Ok, các bạn có thể vào kênh Chim Cu Gáy Hay của mình để theo dõi trực tiếp, ngày nào cũng có tương tác và tuần tháng nào cũng có bốc thăm trúng thưởng. Ok, ngày mùng 10 hàng tháng ngày nào cũng ra video mới. Ok.